cái này nên cái cổ hai này bắt đầu nó xuống này, thấy không, xuống trái nhiều lắm. Ba cái con ruồi vàng 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 nó có hại không Tùng? Đâu? Đó. Con ruồi vàng đâu, con đấy con không phải cái con ruồi vàng này, nó cái con đấy không có đáng ngại. Nó không phải con đấy ruồi giống ruồi giấm, cái không phải ruồi vàng kia. Nó không phải ruồi vàng kia. Con này nó không có đẻ trứng vô như con ruồi vàng kia. Này nó suy cây lắm rồi, kìa nó bị hết phân. Nhưng mà mình rải á, là bây giờ là cố gắng là mình rải cái khu vực thôi. Ồ, như những chỗ nào nó cây nó yếu quá, nó suy quá đấy, thì như cái lớp giữa kia kìa, là hạ bớt trái xuống đi. Đấy, cái chỗ nào nó thán thư nhiều á thì mình hạ bớt trái xuống. Xong rồi bắt đầu là mình nung vô để nuôi cây lại. Thế còn những cái chỗ nào mà nó còn ngon ấy thì mình giữ lại. Đúng rồi, cái thằng này đó, nếu mà nó không đúng thuốc nha, ngủ qua đêm nó đi nguyên cây á. Cái mùa là mùa mưa, mà ớt mùa mưa này là cái này là sợ nhất mà. Dạ. Sợ nhất cho cái loại bệnh. Thằng này với lại cái bệnh nó có cái mưa như thế hả? Đi đến dưới đây được không? Có đi trên bờ hả? Dạ, cái mưa lớn hay sao? Này không có đi được trời. Không có đường đi luôn. Không đường đi luôn. Ý là tại rồi em trồng ấy, bả trồng ấy, bả trồng lúc đó bả trồng cây cây vậy đấy. Chết rồi. Thiếu quá quá. Cũng hên cũng đủ. Đi đường nào lại đằng kia? Anh đi đại luôn đi, lắng đi đại luôn đi. Có qua không gian này là đi đường này được. Cái thám thư này á là mình đi hái mình cũng để ý cái khu vực nào nó bị nhiều á. Dạ. Là mình hái xong rồi mình ít đi lại chỗ khác. Dạ. Bởi vì là cái bào tử nấm là nó bay theo gió và nó đi theo quần áo này. Dạ. Đụng tay vô là nó đi theo quần áo á. Không mình ấy xong rồi mình hái xong rồi cái khu vực đấy mình hái xong rồi mình về, còn không thì mình hái chỗ đẹp trước. Dạ. Thế là còn những cái chỗ mà nó bị bệnh thì hái sau. Dạ. Nhà mình làm được chứ đâu có thuê đâu đúng không? Dạ, làm nhà. Nhưng mà thế này chắc chắn là nữa cũng phải mướn người rồi. Dạ. Mướn người người ta hái tiếp cho vài ngày mới được. Ớt xanh đấy thì đi ra bà Quý Thư đấy. Bà Quý Thư đấy là bà mua ớt của em đẹp bên này là em hái đem ra đấy. Ủa là em có diện tích như vậy á, khoảng 3 công á. Đấy rồi anh chị xem mua rồi mua tiếp em. Mà mình bán ấy là cái nghề gì cũng vậy à. Làm là nó có ăn có chịu á. Chứ nhiều khi là người ta lúc đầu người ta bóp giá mình ấy, tội là nhiều người cứ bán không rồi dọa giá nó chạy tới chạy lui á. Đâm ra là nó khó. Nên là bây giờ mà nếu mà mình buôn bán mà nó có ăn có chịu ấy thì giá lên người ta mua lên mà giá xuống mua xuống. Nữa thì ra đấy bán thì cứ nói là chỗ anh Tùng giới thiệu á, chỗ nói với anh ấy cơ chứ còn chị ấy thì không có ấy như giờ. Nhưng mà giá mà em hái không mà em hái khoảng tầm 20-30 ký ấy. Em đi đem chào hàng, làm cái gì cũng phải ấy à. Làm cái nghề làm ớt là mình phải chào hàng. Dạ. Có 2-3 vựa, có cái vựa cho bà Liên ở bên Bình Minh á. Rồi. Ngay cho thị xã Bình Minh á, nhưng mà giờ đi qua bên đấy thì ghét cái là nếu mà mình đi á là nó bắt phải khai báo y tế rồi ôi tùm lum. Dạ. Còn là nếu mà mình đi cái bà Quý Thư ấy thì bà mua cái lên sữa cỡ này này là bán được rồi. Thế này trái như này là bán ok này, này cái trái này này. Dạ. Đấy, này nó lên sữa này, này đó là hái được rồi. Dạ. Thấy chưa, này trái này lên này. Quá đẹp rồi. Dạ. Bóng hới à, nó cứ ngắc bóng hới này là người ta mua. Dạ. Em xịt 3 cái dầu sữa với 24 giờ của anh là mới hết rồi, cứ rồi đó. Nhưng mà giờ nó thấy trái nó xuống sữa này nó cứ ngắc rồi, còn nó lên cà này là chín quá người ta không mua nha, chín như này là người ta chê này. Dạ, dạ. Đó, nhưng mà như thế này là ok này, như này là đẹp lắm này.
mà của em nó trái này là bán thì ớt nhất không á. Không, nhưng mà bây giờ là nên sắp xếp đi. Dạ. Thu hoạch sớm đi để mình lấy thì tiền đã. Dạ, có cái cây cầu nhỏ nhỏ này. Không sao đâu. Để kiếm vốn đã. Dạ. Chỗ này cũng được 4-5 tấn ớt hái một đợt đó, rồi tính tiếp tục. Ừ. Nhưng mà thường là lên sữa đó là người ta bẻ rồi. Dạ. Bởi vì đừng có tiếc, em bẻ xong rồi đó, em nung phân vào em còn ăn được những cái cổ sau này. Dạ. Còn bông còn trái này nó xuống còn đầy. Dạ. Thấy không? Dạ.